So you can make any name. The second one that can be the same color. Yeah. Now you're on a barking fit. Stop. Cho ông tiền đấy, cho ông.
đi xa ra. Ở trong đây là cái tầng cuối của cái tháp, cũng là cái nhà bán quà lưu niệm. Cái mô hình của cái tháp nhìn cưng chưa nè. Có đủ loại mô hình lớn nhỏ, rồi quần áo, quà lưu niệm. Cả nhà mình thấy mọi người đang xếp hàng ở trên lầu kìa, một tầng, hai tầng để lên trên tháp ha. Rất là đông người luôn mà, một cái vé lên đây khoảng 50 đồng một người. Rất là nhiều người muốn lên trên tháp. Người ta xếp hàng nè, rồng rảnh nhiều chưa, từ ngoài đây cho đến vô trong nó 2-3 tầng. Mình không biết lúc nào mới lên tới trên đỉnh của tháp luôn. Nên con trai mình muốn lên nhưng mà thôi, mình không có lên. Chị đi chơi vòng vòng ở phía dưới đây rồi ăn uống vậy thôi. Vào cái những cái ngày Tết Việt Nam nó trùng với ngày Tết của người Hoa, cho nên ở đây có một cái hội chợ hàng năm rất là lớn và vui. Hôm nay thì vào ngày cuối tuần, cũng là ngày nghỉ của lễ lao động ở Mỹ, cho nên mình thấy ở đây cũng nhiều người tới chơi. Ở đây cũng là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng, cho nên khách thập phương cũng tới đây. Này giống như kêu đồ thổ cẩm ở Việt Nam mình á, mà này chắc của không phải người da đỏ. Hàng thổ cẩm này giống như cái áo anh mặc hồi sáng, nó có cái miếng đó. Này bán đồ lưu niệm luôn nè. Chỗ đây người ta bán kẹo bông gòn, mấy bạn nhỏ thích lắm luôn nè. Ở đây có một cái xe bong bóng tạo hình, mấy bạn nhỏ cũng thích lắm luôn.